Xin kính chào tất cả quý vị trở lại với kênh YouTube của Mắt Home. Tôi là Nhật An. Và ngày hôm nay thì thay vì chỉ giới thiệu một mẫu nhà như thông thường thì Nhật An sẽ làm video này để không chỉ chúng ta xem qua một mẫu nhà mà chúng ta sẽ xem qua đến 3 mẫu nhà. Và đây là 3 mẫu nhà mà Nhật An đã lọc lại trên website của Mắt Home là thiết kế thi công trọn gói.com. Là một trong những mẫu nhà mà được quý vị rất là yêu thích. Và ngày hôm trước thì Nhật An đã làm top 3 những mẫu nhà theo kiểu là mái bằng hiện đại rồi. Thì ngày hôm nay Nhật An sẽ làm video này chính là về top 3 mẫu nhà tân cổ điển được yêu thích nhất trên website của Mắt Home thiết kế thi công trọn gói.com. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến vị trí thứ 3, đó chính là mẫu nhà của cô Vũ Thị Chuyên ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là một căn nhà đã có video thực tế luôn rồi quý vị nhé. Tức là không chỉ là ngôi nhà này chúng ta thiết kế 3D đâu mà đã có những là ngôi nhà cô Chuyên cũng đã chúng tôi đã video thực tế để xem là ngôi nhà sau khi xây dựng xong thì ở bên ngoài nó như thế nào rồi, và chúng tôi quý vị có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của Mắt Home. Với căn nhà của cô Chuyên thì ở đây là một căn nhà 2 tầng mái Nhật, phong cách tân cổ điển rất là rõ nét. Và thật sự thì về phong cách tân cổ điển thì căn nhà này nó không phải là nó quá cầu kỳ như nhiều căn nhà khác mà Nhật An từng giới thiệu ha. Một cái bằng chứng đó chính là nhìn từ bên ngoài ta không thấy quá nhiều những chi tiết trang trí, những cái phù điêu, những cái hoa văn thường thấy ở những cái nhà tân cổ điển khác. Với nhà cô Chuyên thì cái kiến trúc tân cổ điển nó chỉ là một cái điểm nhấn ở một số vị trí mà thôi. Ở đó đầu tiên có thể thấy là ngay cái phần sảnh chính của căn nhà, quý vị thấy là bên cạnh nè, chúng ta có kiến trúc vòm, có đường cong rất là đẹp mắt. Đây là một cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là một mẫu nhà tân cổ điển quý vị nhé. Ngoài ra thì phong cách tân cổ điển được thể hiện ở một số chi tiết như là ở cái phần lan can của tầng 2. Thì quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ xử lý là lan can sắt nghệ thuật. Và lan can sắt nghệ thuật thế này thì nó sẽ có những cái hình dáng được thiết kế nó phức tạp hơn là những cái lan can sắt của một căn nhà hiện đại. Cho nên là chúng ta nhìn vào ta cũng thấy được cái nét gì đó nó cổ xưa hơn, nó tân cổ điển hơn một chút xíu. Và chi tiết của căn nhà của anh của cô Chuyên ở đây thì một điều mà em cũng thấy khá là thích đó chính là cách phối màu căn nhà này nó khá khác biệt so với nhiều những căn nhà khác. Thông thường với những căn nhà có Mắt Home thiết kế thì chúng tôi sẽ đi theo một cái tông, ví dụ là tông xanh thì nó từ trên dưới nó xanh hết. Tông màu nâu là nâu hết, còn với căn nhà này thì nó lại có sự kết hợp. Ở phần bên trên mái thì quý vị thấy chúng tôi xử lý ở đây đó chính là màu nâu cà phê. Và khi mà chúng tôi đi ra thực tế á, thì gia chủ lại yêu thích là cái màu xanh ghi, cho nên có sự biến đổi một chút xíu. Còn trên bản vẽ 3D ta thấy rõ màu nâu cà phê hơn. Còn phần tường sơn bên ngoài chúng tôi sẽ xử lý đó chính là màu vàng kem nhạt. Thì cái phần này ở với từ bản vẽ 3D lên thực tế chúng ta cũng thấy rõ cái màu vàng kem này. Thì cái chất màu vàng kem nó kết hợp với màu trắng, thì đây là hai cái tông màu phải nói là cực kỳ hợp với phong cách tân cổ điển rất là hoàng gia luôn quý vị nhé. Một điểm nữa của căn nhà cô Chuyên mà anh cũng khá là thích đó chính là phần giàn hoa ở bên trên ban công tầng 2. Ngay từ bản vẽ 3D chúng ta đã thấy là phần giàn hoa này chúng tôi xử lý đó chính là sẽ làm là gỗ nhựa quý vị nhé. Gỗ cho nên là chúng ta thấy cái màu gỗ nó rất là đẹp mắt. Và khi mà chúng ta ra thực tế á, thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho quý vị. Nếu chúng ta không muốn xử lý bằng gỗ nhựa thì quý vị có thể làm bằng bê tông, sau đó chúng ta sơn giả gỗ cũng được.
Còn trường hợp nếu như gia chủ muốn làm từ gỗ tự nhiên thì thật sự đây là cái điều mà em nghĩ là chúng ta phải cân nhắc, bởi vì gỗ tự nhiên nếu chúng ta đặt ngoài trời thế này với nắng mưa, điều kiện thời tiết của Việt Nam thì đôi khi nó sẽ bị xuống cấp rất là nhanh. Đó là về ngoại hình bên ngoài từ căn nhà. Đây bây giờ em sẽ mở mặt bằng lên, ta sẽ xem qua. Thì căn nhà này kích thước đó chính là 9,1 x 14,9 m. Và tổng diện tích sử dụng em tính được rơi vào tầm khoảng gần 200 mét vuông. Công năng thì tầng 1 căn nhà sẽ có phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm có phòng sinh hoạt chung, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một khu vực sân phơi. Đó chính là vị trí top 3, thứ 3 trong top 3 của mẫu nhà tân cổ điển được yêu thích nhất trên website của Mắt Hôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí thứ 2. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Văn Tưởng ở Kinh Môn, Hải Dương. Với căn nhà của anh Tưởng thì một lần nữa đây cũng là một căn nhà đã có video thực tế rồi, quý vị có thể tham khảo trên kênh YouTube của Mắt Hôn. Và căn nhà của anh Tưởng thì hoàn toàn có thiết kế nó khác biệt hẳn so với nhà cô chuyên vừa nãy. Và cái vẻ đẹp của nó được thể hiện em thấy là cũng rất là rõ nét. Quý vị có thể thấy phong cách tân cổ điển thì một lần nữa nó chỉ điểm xuyến ở một số chi tiết như là những kiến trúc vòm hay là ở những cái cột. Với nhà của anh Tưởng ở đây thì cái phần thức cột cũng được thể hiện rõ phong cách tân cổ điển ha. Có những cái đường phào chỉ như đường kẻ chỉ chạy dọc cái căn nhà nè, rất là dày đặc luôn ạ. Và ngoài ra thì màu trắng nó cũng một lần nữa phát huy tác dụng của nó khi mang đến cái sự vô cùng thanh lịch và sang trọng cho căn nhà. Trong tất cả những cái gam màu đó quý vị thì màu trắng sẽ là cái màu mà em nghĩ là nó có thể kết hợp với tất cả những màu khác ở trong bảng màu để mà chúng ta xây dựng ngôi nhà của mình. Và màu trắng cũng là cái màu không bao giờ lỗi thời. Cho dù là 5 năm, 10 năm hay là bao lâu đi chăng nữa, chúng ta nhìn lại cái màu trắng nó vẫn không bị qua thời như nhiều màu khác. Những màu khác thì sẽ có một giai đoạn rất là yêu thích, nhưng mà khi qua được cái giai đoạn đó thì đôi khi chúng ta nhìn lại sẽ thấy nó hơi bị nó gọi là nó sẽ không được yêu thích nữa. Còn với nhà màu trắng thì chúng ta không có cần lo ngại vấn đề đó. Ngoài ra thì ở phía trên mái của căn nhà chúng tôi xử lý ở đây là mái Nhật, và từ bản vẽ 3D hay là ra thực tế chúng tôi đều xử lý ở đây là cái tông màu xanh, nó ngả ghi một chút xíu. Và chính cái tông màu xanh này nó đối lập với màu trắng bên dưới tạo thành một cái điểm nhấn rất tuyệt vời của căn nhà của anh Tưởng ở đây. Một chi tiết em cũng muốn nói qua đó chính là hệ thống cửa của căn nhà này. Thì có thể thấy gần như toàn bộ căn nhà chúng tôi đều xử lý đó chính là cửa nhôm hệ Sigma kết hợp kính. Và cửa nhôm Sigma thì có rất là nhiều ưu điểm ha. Nó vừa cách âm, cách nhiệt tốt nè, chống cháy cũng tốt, cũng có nhiều mẫu mã đa dạng được sơn tĩnh điện cho nên màu sắc rất là bền. Và sở dĩ tại sao với những nhà tân cổ điển ngày nay thì chúng tôi lại xử lý bằng cửa nhôm kính mà không xử lý bằng cửa gỗ như trước? Thực sự thì gỗ thì nó vẫn mang đến cái vẻ ấm cúng và nó cũng mang đến cái vẻ gì đó nó kêu xa hơn. Nhưng đã gọi là tân cổ điển mà quý vị, tức là có sự cách tân trong này, có sự biến đổi để mà chúng ta phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Thì rõ ràng những cái cửa nhôm kính như thế này nó vẫn mang đến nhiều ưu điểm hơn. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong á, thì khi mà chúng ta lắp những cửa nhôm kính thì ở bên trong chúng ta sẽ cảm giác là ánh sáng nè, gió nè, sinh khí lấy ở bên trong cũng sẽ được dồi dào hơn. Chi tiết tiếp theo của nhà anh Tưởng mà muốn nói đến và em nghĩ nó cũng phần nào gọi là tăng thêm cái vẻ đẹp của căn nhà, đó chính là ở phần ban công của tầng 2 thì chúng ta cũng có một cái giàn hoa ở bên trên. Cũng thông thường với những căn nhà của Mắt Hôn thiết kế thì chi tiết giàn hoa luôn luôn là một cái điểm nhấn cho tất cả những căn nhà. Nếu chúng ta bỏ giàn hoa ra thì thật sự về công năng của ngôi nhà cũng không có gì thay đổi hết. Chúng ta vẫn sinh hoạt ở bên trong, vẫn có cái ban công, mọi thứ như cũ, nhưng nó sẽ không có cái điểm nhấn và căn nhà đôi khi nhìn sẽ hơi bị đơn điệu một chút xíu. Thay vào đó, khi có giàn hoa ở đây mà chúng ta trang trí được những cây hoa, mà những cây hoa leo hoặc là những cái chậu hoa bên dưới nữa thì đây sẽ là khu vực cực kỳ sinh động cho ngôi nhà cũng như là mang đến sinh khí cho gia chủ. Đó là về phía bên ngoài của căn nhà anh Tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở mặt bằng lên. Thì với nhà anh Tưởng thì diện tích xây dựng hay còn gọi là kích thước đó quý vị là sẽ là 8 x 10,5 m. Tổng diện tích của căn nhà là anh tính là rơi vào tầm khoảng 111 m². Còn về công năng thì tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 có phòng sinh hoạt chung, ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Nói chung thì về tất cả công năng thì kiến trúc sư của Mắt Hôn trong quá trình thiết kế cũng như là dựa vào diện tích thật của khu đất nè, và cái nhu cầu
cơ bản của gia chủ, giống như gia đình chúng ta có bao nhiêu người thì chúng tôi sẽ phân chia số phòng cho phù hợp. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với vị trí gọi là cao nhất ngày hôm nay, chính là vị trí thứ nhất trong top 3 của mẫu nhà tân cổ điển được yêu thích nhất trên website của Mắt Hôn. Chúng ta sẽ đến với mẫu nhà của anh Hận ở Long An. Với mẫu nhà của anh Hận thì quả thật là An nhìn vào rồi An cũng hiểu tại sao căn nhà này lại được đứng ở vị trí quán quân. Bởi vì rõ ràng cái vẻ đẹp của nó là nó rất là tiêu chuẩn luôn quý vị nhé. Một cái vẻ đẹp mà nhìn vào thôi ta cũng thấy ngay cái sự sang trọng và đẳng cấp. Về phong cách tân cổ điển thì ngôi nhà này nó sẽ có nhiều chi tiết tân cổ điển hơn hẳn so với hai căn nhà trước như em từng giới thiệu. Như là ở sảnh chính thì cũng có kiến trúc mái vòm nè, rồi cũng có những đường phào chỉ bao quanh, thức cột thì cũng là thức cột Doric, là một trong những thức cột gọi là phổ biến cho những nhà tân cổ điển ngày nay, đó chính là Doric này, Ionic và Corinthian. Ngoài ra thì phong cách tân cổ điển còn được thể hiện một số chi tiết khác. Ví dụ là quý vị thấy ở cái khu vực cửa sổ ở ngay mặt tiền căn nhà này, từ dưới tầng 1 và tầng 2 chúng ta có một kiến trúc mái vợp để trang trí, quý vị thấy đó, kéo dài từ bên dưới đi lên tới phần mái luôn, rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn được phía mặt bên căn nhà nhìn qua thì ta sẽ thấy có một cái kiến trúc mái cũng có cái dạng vòm nè quý vị ha, và có là sắc sơn tĩnh điện, cho nên là nhìn nó cũng rất là đặc biệt, nó gợi chúng ta đến những cái kiến trúc cổ của châu Âu. Và khi mà chúng ta nhìn từ góc độ dù là mặt bên hay là mặt tiền của căn nhà anh Hận thì ta đều cảm giác được cái vẻ đẹp rất lớn từ căn nhà này. Ngoài ra một chi tiết mà như An nói ngay từ nãy giờ nó cũng gọi là góp phần lên vẻ đẹp của căn nhà, đó chính là giàn hoa. Thì với nhà anh Hận cũng xử lý giàn hoa nhưng có sự khác biệt so với hai giàn hoa trước. Tức là nếu hai căn nhà trước giàn hoa chúng tôi xử lý là màu gỗ thì nó vẫn đẹp, nhưng ở đây khi ta thấy chúng tôi là làm bằng bê tông và sơn màu trắng luôn thì nó như là hòa chung, gọi là nó là một phần không thể thiếu của căn nhà. Cái nhà chúng ta đã màu trắng mà phần giàn hoa cũng màu trắng luôn thì nhìn nó rất là hài hòa với nhau, cho nên là đây là cái điều mà An khá là thích của căn nhà của anh Hận. Phía bên trên giàn hoa chúng tôi sẽ đặt một cái lớp máy kính trong suốt để giúp che mưa che nắng cho thành viên gia đình khi sinh hoạt ở khu vực ban công bên dưới. Ngoài ra đã nhắc về ban công thì cũng không thể bỏ qua, đó chính là phần lan can phía trước. Chúng tôi làm lan can sắt nghệ thuật. Và nếu như so sánh nhẹ thôi thì lan can sắt này với những cái hình dáng nó kỳ công và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với những lan can của hai căn nhà trước. Cho nên phải nói là đến căn nhà này thì ta thấy tất cả những cái gì tinh hoa nhất thì kiến trúc sư họ đều đặt để tâm vào. Cho nên đó lý do mà rất là nhiều quý vị khi mà truy cập website của Mắt Hôn thì sẽ yêu thích và đã xem qua về ngôi nhà của anh Hận. Một chi tiết cũng khá đẹp của căn nhà mà muốn nói đến đó chính là khu vực sảnh chính của căn nhà. Quý vị sẽ thấy có tam cấp, năm bậc. Và ở đây chúng tôi xử lý vật liệu là bằng đá granite. Ở hai bên sẽ là màu đen, ở chính giữa sẽ là màu vàng vân mây. Và chính màu vàng, màu đen hay màu trắng thì đây đều là những gam màu nó mang đến cái sắc thái hoàng gia và khá là sang trọng cho không gian. Và với đá granite thì nó là cái loại đá phù hợp nhất để chúng ta xử lý cho những khu vực tam cấp như thế này, bởi vì bước chân của chúng ta khi di chuyển đá granite sẽ cực kỳ là chắc chắn, chưa kể đá granite sẽ gọi là chống nước rất là tốt. Chúng ta không lo ngại cái vấn đề mà nước mưa nó tạt vào trong nhà thì nó làm hư hỏng đá ha, quý vị không cần lo về vấn đề này. Và cuối cùng một chi tiết em cũng khá thích của nhà anh Hận đó chính là những cái tiểu sảnh mảng xanh được bao quanh căn nhà, thì nó phần nào nó giúp cho căn nhà chúng ta giảm đi cái sự nặng nề của bê tông cốt thép, mà thay vào đó sẽ có sinh khí của thiên nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về mặt bằng của căn nhà này. Thì căn nhà này kích thước là 8.5 x 14 m và tổng diện tích an tính là rơi vào tầm khoảng 240 m². Về công năng thì căn nhà sẽ có tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Vậy Nhật An vừa trình bày quý vị về top 3 mẫu nhà tân cổ điển đẹp nhất trên Mắt Hôn và được nhiều quý vị yêu thích. Hy vọng rằng quý vị có thể lựa chọn một kiểu nhà mà quý vị tâm đắc và biết đâu có thể là liên hệ với Mắt Hôn để có thể thiết kế cho mình. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì thì đừng ngần ngại hãy comment ngay bên dưới video. Đội ngũ chúng tôi sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng ta nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.